Mặc dù ở cách Ukraine tận 2.400 km, Ai Cập vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng tác động của cuộc xung đột đang diễn ra. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Tại quốc gia Bắc Phi này, hàng triệu người dân vẫn đang sống dựa vào bánh mì trợ cấp được làm từ lúa mì của Ukraine. Thế nhưng giờ đây, những chuyến tàu vận chuyển lúa mì tại khu vực Biển Đen hoặc là đang mắc kẹt tại cảng, hoặc là phải đối mặt với rủi ro tăng cao và chi phí vận chuyển tăng phi mã. Xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ khiến cho nguồn dự trữ của chúng tôi giảm xuống. Từ chỗ có thể đáp ứng được nhu cầu trong 4 năm tới sẽ chỉ còn từ 2 đến 3 tháng. Cuộc khủng hoảng đang ảnh hưởng lớn đến chúng tôi, gây ra tình trạng thiếu hụt lúa mì. Ai Cập hiện là quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Trong năm ngoái, khoảng 50% lúa mì nhập khẩu của nước này là từ Nga và 30% là từ Ukraine. Do đó, tác động của cuộc xung đột đối với Ai Cập là đặc biệt nặng nề. Các số liệu của các cơ quan chính phủ cho thấy là chúng tôi có đủ dự trữ cho 4 tháng. Cộng với sản lượng nội địa, chúng tôi có thể duy trì được tới tháng 11. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc là cuộc xung đột kéo dài trong bao lâu. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Liban, quốc gia có tới 80% lượng lúa mì nhập khẩu từ Ukraine. Còn lại là Nga, Moldova và Romania, những quốc gia nằm gần Biển Đen. Hoạt động vận tải tại Biển Đen đã bị đình trệ do xung đột và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhập khẩu. Hiện chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm nguồn cung thay thế, có thể là từ các nước khác ở châu Âu như là Pháp và Đức. Mặc dù vẫn chưa xảy ra sự gián đoạn nguồn cung trên toàn cầu, giá lúa mì hiện đã đạt mức cao kỷ lục. Hội đồng ngũ cốc quốc tế dự báo nếu xung đột kéo dài, nhiều quốc gia tại châu Âu, châu Phi và châu Á vốn phụ thuộc vào nguồn lúa mì giá rẻ từ Nga và Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt kể từ tháng 7 tới. Đó là chưa kể tới các nông sản khác. Hiện nay, khoảng 30% lúa mì của thế giới được sản xuất tại Nga và Ukraine. Ngoài ra, còn có 20% lượng ngô và khoảng 80% dầu hướng dương. Do vậy, tác động của cuộc xung đột sẽ lan rộng ra toàn thế giới. Trong tháng 2 vừa qua, chỉ số giá lương thực thế giới của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc đã đạt mức 140,7 điểm, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng 61 năm qua. Tình hình được dự báo có thể sẽ còn trầm trọng hơn nữa nếu những vấn đề về chuỗi cung ứng và cuộc khủng hoảng tại Ukraine không sớm lắng dịu.